Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món rau muống xào với sò mình vừa mới nấu xong đây ạ. Nhìn rất là ngon và cực kỳ hấp dẫn đúng không các bạn? Và làm sao để chúng ta có được cái món rau muống xào sò vừa thơm ngon vừa hấp dẫn như thế này? Thì mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món rau muống xào với nghêu ngao các bạn nhé. Các bạn có thể xào với ngao hoặc là nghêu hay còn gọi là sò lông như thế này. Đấy, ở quê mình thì gọi là nghêu, còn mình thấy ở mọi nơi người ta hay gọi con này là con sò. Đó. Thì để làm được cái món này, trước hết thì các bạn sẽ luộc qua cho mình cái phần sò này các bạn nhé. Các bạn sẽ luộc cho mình đến khi mà nó mở cái nắp, cái miệng nó ra là được. Các bạn sẽ cho thêm vào đây khoảng 200ml nước. Bật bếp lên để đun sôi nó lên là nó sẽ mở cái nắp ra nhá, thì các bạn dễ lấy. Còn nếu như mà các bạn muốn giữ được cái độ ngọt hoàn toàn thì các bạn có thể tách sống, nhưng ở đây thì mình sẽ luộc qua như thế này để tách được dễ dàng hơn các bạn nha. Trong lúc mình chờ cái sò này nó được ấy, thì mình sẽ đi làm cái phần rau các bạn nhé. Để xào món này được ngon ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một củ tỏi nhé. Một củ tỏi như thế này thì nó sẽ dậy lên cái mùi thơm của cái món ăn này hơn. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ vặt cái phần rau này nhé. Cái phần rau này thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái phần cuộn già đi và bỏ bớt lá. Mình chỉ để lại một chút lá thôi. Đó, mỗi một cái cẳng rau muống như thế này ấy, thì chúng ta sẽ để lại khoảng độ đôi ba cái lá. Các bạn ngắt cho mình những cái phần non thôi nhé, còn phần già thì mình không có dùng. Cái món này xào lên á là cái hương vị của nó phải là màu xanh ngát của rau này, rồi là mùi thơm của cái món này nó kết hợp vào nhá. Các bạn bỏ qua một bên và ngắt bớt cái phần lá này đi. Cái món này mà ăn các bạn ăn kèm với cơm là ngon lắm á. Và rau muống thì mình lựa những cái cây mà nó có cái cặng nó to. Cái cẳng nó to như thế này này, nó thưa. Cái lá rau muống này khi mà các bạn xào lên thì thường nó hay có bị dập á, bị nát á, thì mình dùng ít thôi. Mình dùng chủ yếu là cái phần thân. Sau khi mà các bạn đun, các bạn thấy nó sôi lên như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Đó, các bạn thấy nó mở hết cái phần nắp ra như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình và chỉ lấy cái phần cái thôi. Cái phần nước này thì các bạn để lại để các bạn nấu canh chua rất là ngon. Các bạn chỉ múc cái phần cái thôi nha. Còn cái phần nước các bạn để ở trong nồi, một lát nữa nó lắng lại cái phần cặn thì các bạn sẽ múc nó ra. Bây giờ để dễ lấy hơn thì các bạn xả nước cho mình thì cho nó nguội. Các bạn bỏ cái phần con này ra là được. Bạn cắt như vậy thì nó cũng rất là nhanh và nó nguội, nó không có bị nóng. Các
để các bạn làm cái phần con nghêu con ngao này nó được sạch hơn ấy, thì nó có cái phần phần phân ở cái phần đầu như thế này, các bạn bóp nó ra đó, các bạn chỉ cần bóp mạnh tay một chút là nó ra hết nhé. Thì mình làm như vậy mình sạch, lúc ăn thì nó không có bị bạn làm tương tự như vậy nha. À, bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhá, để chúng ta luộc cái phần rau. Các bạn sẽ cho thêm vào đây một chút xíu muối để rau bị xanh hơn khi mà các bạn trần qua như vậy. Nước bắt đầu sôi lên thì các bạn sẽ cho cái phần rau vào mình trần. Các bạn khi mà trần như thế này thì các bạn sẽ trần ở lửa lớn cho mình nhé. Các bạn trần cho mình 2 phút để cái phần rau muống nó chín hẳn đi, thì khi mà các bạn trần xong nó không bị thâm. Và khi mà trần như thế này thì các bạn nhớ là trần lửa lớn cho mình nhé. Và chuẩn bị cho mình luôn một cái chậu nước, nhiều nước một chút. Sau khi mà các bạn đã trần cho mình được 2 phút như thế này rồi ấy, thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Các bạn sẽ tắt bếp luôn. Sau đó thì các bạn sẽ cho luôn vào cái chậu nước lạnh như thế này cho mình, để rau nó không có bị áp vào nhau, nó không nóng, nó không có bị thâm. Các bạn để rau thật là nguội cho mình nhé. Sau đó thì chúng ta mới đem đi để chúng ta xào. Rồi, và trong lúc chờ cái rau này nó nguội ấy, thì các bạn sẽ đập cái phần tỏi để chúng ta đem phi thơm trước. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhé. Sau đó các bạn cho dầu vào. Mình sẽ phi thơm cái tỏi lên trước. Tỏi các bạn đập đập, các bạn cho luôn vào cái chảo dầu như này. Các bạn phi thơm lên đây. Bạn phi đến khi nào mà các bạn ngửi thấy mùi thơm, thơm nhất luôn á, và cái tỏi nó hơi chuyển sang cái màu hung hung vàng một chút, thì các bạn sẽ cho rau luôn. Khi mà xào rau để rau được cay ngon thì các bạn xào cho mình ở lửa lớn. Bởi vì các bạn đã trần rau 2 phút là nó cũng đã chín chín tới rồi. Rồi các bạn sẽ cho cái phần rau vào. Lửa lớn như vậy thì rau nó cũng rất là xanh và giòn.
quan trọng của rau muống đó là chín tới để rau giữ được cái độ xanh giòn các bạn nhé. Bây giờ thì sau khi mà các bạn cho vào được 1 phút rưỡi thì các bạn sẽ nêm gia vị cho mình và kết thúc món ăn. Các bạn thêm chút được ngọt, đặt lên đảo đều lên để cái món ăn này chúng ta nó có cái vị vừa mặn. Nêm như thế này thì các bạn tùy vào độ mặn của gia đình các bạn nhé. Các bạn sẽ nêm làm sao để cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình, không cứ là phải giống mình các bạn nhé. Các bạn nếm các bạn thấy nó vừa miệng là được, không ăn mặn quá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ tắt bếp lên cho mình nhé. Sau khi mà gia vị nó đã tan hoàn toàn thì các bạn sẽ tắt bếp như thế này. Khi mà các bạn xào rau muống như thế này, các bạn cho nhiều tỏi vào cho mình để cho nó dậy cái mùi thơm của tỏi. Tỏi nấu với rau muống rất là hợp. Đó. Nhìn ngon đúng không các bạn? Hấp dẫn lắm luôn á. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nhé. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những cái món ăn ngon từ rau muống các bạn nha.